Đấy có nhiều. Thấy anh Duy hết chỗ ngồi thì chút xíu kiếm chỗ ngồi. Tôi là 40.000 nha cô chú anh chị, có một cục huyết xe đậu dọc dưới này nha cô chú. Chú rồi chứ không phải hả?
Chưa.
Hai quần thánh một quý đi về đi. Đông to
đủ hết chưa vậy cô? Thùng đó là gì? Ở đâu kêu bịch nào vậy? Đúng rồi, đúng. Hai bịch bên hắn một bịch dưới. Hai bịch lớn một bịch nhỏ. Ở đâu? Cà phê có gì hay không đó? Không, hai bịch. Vậy cái này thùng đá hả? Cắm hũ xay qua mua giùm vậy đó. Thùng đá. Rồi rồi. Đủ hết rồi ha.